mời ba mẹ ăn cơm, mời anh ăn cơm. Dạ, mời ba mẹ ăn cơm. Ủa, Dạ Lan với Dạ Hân đâu mất rồi kìa? Dạ, đi chơi hết rồi mà. Cứ cuối tuần nó hẹn bạn đi chơi, đâu chỉ ở nhà đâu ba mẹ. Trời đất. Chỉ có vợ chồng tụi con ngoan thôi. Cuối tuần ở nhà với ba mẹ còn nấu cơm cho ba mẹ ăn nữa. À, hai cái đứa này thiệt tình á. Bởi nó chịu không có nổi cái cảnh mà giả tạo á, nên nó mới đi ra ngoài nó chơi. Ăn cơm đi. Mình ăn đi. Ăn cơm đi em. Ăn đi, ăn đi. Sao vậy Minh? Cái gì em, mọi người làm gì vậy? Chanh mặn dữ vậy. Ủa, sao cá vừa mặn vừa đắng vậy? Ủa, đừng ăn cá nha, đừng ăn cá nha. Trời ơi, sao em muối cà vừa mặn vậy? Sao em nói em biết muối? Trời, cái món này á mà mẹ anh làm ngon lắm á. Chết rồi, cơm sống luôn đó nè. Sao ăn được con? Trời đất ơi, gì đau dạ dày mình sao không được đâu chồng ơi. Chết rồi con ơi. Cái nè, cơm thì sống nè, cái nè á. Trời đất. Canh thì mặn, rồi cá thì lại tanh, cà thì lại không chua. Con làm gì là chết rồi, gia đình sao ăn cơm được con? Nên học hỏi mẹ đi. Ở nhà này mẹ chưa bao giờ mà nấu một cái món gì mà hư hại hết trơn á. Thôi, tội nghiệp mình ơi, để chút nữa em nấu cái mới cho mình ăn ha. Mắm gì hả? Rồi con muốn mọi người ăn cái món canh của con bệnh hết hay sao? Không có nhà này mà không có em là không có xong. Em phải dạy cho mấy đứa con Thanh, con Lan, con Hân nó biết nấu biết nướng. Để lỡ mà thí dụ như em có đi tiệc tùng hay là em vắng nhà một buổi rồi khách tới mà tụi nó ra nó nấu là tiêu hết, là muối mặt với cả làng luôn. Dạ, con xin lỗi mẹ, xin lỗi cả nhà. Con cũng cố gắng lắm á mẹ, nhưng mà con không biết sao, càng cố gắng càng dở. Giờ có dạy con không có tiếp thu được. Có mà mẹ. Vậy là làm sao mà mẹ dám giao bếp cho con nấu bữa ăn sáng cho cả nhà? Ăn cái kiểu mà con nấu cả nhà đi bệnh viện cấp cứu hết á. Con biết rồi, con xin lỗi mẹ. À, đây cũng là bữa đầu mà mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Cũng may cho em á nha. Em làm con dâu của mẹ, mẹ anh biết nấu ăn sẽ chỉ cho em. Từ từ đó, đó. Mà nấu ăn kiểu này á nha, là xét về cái điểm cộng điểm trừ là em bị trừ một điểm nữ công gia chánh đó nghe vợ. Bởi tôi nói cái nhà này mà không có mẹ mày là không có xong. Thôi đi. Được rồi, để bây giờ tôi chữa cháy cho cái buổi cơm này á. Tôi vô tôi chiên trứng nè, luộc dĩa rau muống ra ăn cơm nha. Nha. Thầy Mao, anh với ba đã âm mưu gì hả? Em nấu xong chưa? Xong. À, đi đi lên phòng phụ anh kiếm đồ đi, kiếm ngoài ông ra. Đi. Tỉnh đi. Hại cái gì mà hại? Anh với ba đang cứu em đó. Em có biết đó, anh với ba phải suy nghĩ rất nhiều cách không mới nghĩ được cái cách đó đó. Cái cách đó để giúp cho mẹ hết giận em, giúp cho em không nấu đồ ăn sáng mỗi ngày. Cũng cảm ơn anh thì thôi, đánh anh nữa. Cũng hay ha.
Đúng rồi. Đúng chưa? Ôi, nhưng mà thiệt á, em nghĩ tới cái cảnh mà em nấu ăn mà mẹ giám sát em ở phía sau á, rất là sợ hãi luôn á. Em muốn mẹ nghe thấy hả? Em quên là mẹ mình hay đứng trước cửa phòng đình hai đứa mình á. Đàn tôi gì đây? Ôi da. Đi đâu mà gọi không được vậy ta? Cái ông này. Ba nhớ hai mẹ con quá. Ủa nó cái đi đâu mà nhậu say xỉn gọi không được vậy hả? Thì hôm nay công ty trúng thầu dự án lớn, anh với ba phải tiếp khách. Ủa mà ba có gọi điện thoại về cho mẹ nói là hai ba con không về ăn cơm mà em không biết hả? Mẹ có nói gì đâu, hồi tối ăn cơm Hân hỏi là sao anh chưa về, mẹ còn không biết nữa mà. Sao không gọi cho em? Ừ, điện thoại anh để chế độ rung để em cặp á, nó vô cái anh quên luôn. Ý, thôi rượu á, đi thay đồ đi, nồng nặc mùi rượu á. Anh ngủ xíu thôi. Ngủ cái gì mà ngủ, anh đi thay đồ, không thay đồ là không cho ngủ giường đó. Ui, gậy cái gì mà ồn vậy? Cái con bé này mình sao để đá chồng xuống đất vậy nè? Mẹ sao? Trời ơi con ơi, con cục vàng của mẹ, sao mà con đạp nó xuống đất vậy con? Con đâu có. Không có nè, chối nữa hả? Nó nằm dưới đất như vậy mà nó không biết cái gì hết. Đỡ lên. Lên, Mình ơi. Mình ơi. Mình à. Trời ơi, sốt ruột quá, coi đây nè. Ủa sao vậy nè? Coi đỡ con cơm lên coi, tội nghiệp nó quá đi. Cả đêm đạp nhỏ xuống đất vậy đó. Đó. Ê con. Chạy đi. Đỡ nó cũng. Dạ. Em xin lỗi, anh không dám gì nữa. Tha lỗi cho anh nha. Nó tội tình gì mà phải đạp nó xuống đất vậy hả con? Có mẹ. Con còn chối nữa hả? Ủa, không yêu thương mà lấy về làm gì? Hả? Vợ phải quan tâm chăm sóc cho chồng chứ. Tại sao ngủ không thích nó rồi đạp nó xuống đất như vậy, rồi nó trúng gió nó chết rồi sống với ai? Tôi nghĩ là chắc nó xỉn rồi tự nó lăn xuống, cái tướng như con voi vậy, ai mà xô đẩy nó. Mình đừng có binh đi. Em nói rồi, tại mình không có biết rồi. Chắc là nhiều lần như vậy lắm rồi nè. Mà thằng tên nó nhịn. Hả? Chưa nói đâu nghe, nó đi tiếp khách, nó giao tiếp, nó uống có 1-2 ly bia thôi, nó về. Trời ơi, cả ngày đã làm việc đầu tắt mặt tối, nó uống 1-2 ly bia là nó phải mệt, nó xỉn, nó nằm lăn ra. Vợ thì phải biết thay đồ cho chồng, rồi lau mặt nó không đi tắm kịp, phải lấy khăn nóng lau cho nó tỉnh lại, chăm sóc một chút chứ. Ủa mẹ nè, mẹ chăm sóc ba con hoài, mẹ có than vãn không? Vậy đó, mà còn không hài lòng, còn đạp nó xuống dưới sàn nhà nữa. Ồ, mẹ con không có đạp. Trời con... ơi, tôi nghĩ chắc con bé không có làm cái gì đâu. Với lại bà coi con, bà cả tướng như con dâu, với ai mà khiêng cho nổi. Có tay, có chân, bà làm riết mà tôi tưởng tượng như con trai mình bị què vậy đó. Có tay, có chân tự đi tắm, tự thay đồ cũng được vậy. Vợ chứ làm như mỏi vậy á. Thôi đi, đỡ nó nằm đàng hoàng coi, lỡ nó tơi tay tơi chân thì sao? Rồi sáng nó hết đi làm được rồi sao? Lỡ nó có chuyện gì á, cô biết tay tôi rồi nghe chưa? Dạ. Cục vàng của mẹ nằm thẳng lên đi con. Nè. Thẳng lại, nhanh lên. Đó. Thấy chưa? Vậy là đó, bà thấy rõ ràng rồi. Tự lăn xuống chứ ai làm gì? Thì tại mọi người đụng nó lăn. Phải chi á, con đừng có bầu, con đừng lấy chồng á. Thì bây giờ con ở nhà với ba, với mẹ, với anh hai rồi đâu có khổ gì đâu, đúng không? Thôi mấy người đừng than, tại mấy người hết trơn á. Về than thở gì? Nhưng mà nghe mẹ hỏi nè, rồi chồng con có thương con không? Không biết nữa. Bình thường thì cũng được lắm, mà hồi tối á, tự nhiên đi nhậu xỉn về á, không còn biết trời đất gì hết trơn á. Nhìn cảnh nó chán dễ sợ luôn mẹ.
Trời đất ơi, con phải nói nó chứ. Nhậu nhẹt có hay ho gì đâu mà sai xỉn dữ vậy. Con thấy anh hai con không? Không biết bia rượu là cái gì, tối ngày lo làm không à. Con phải nói với nó. Bây giờ ha, con chưa có con nữa, nó coi con không ra gì. Mới con có con rồi, con xấu xí con bề xề, nó coi con ra gì nữa. Thì bởi, ảnh về đi ha, con xử anh cho mẹ coi. Phải vậy đó, vợ chồng từ thở bơ vơ mới về biết chưa. Dạ con biết rồi. Thôi cúp máy nha mẹ, bận biểu quá. Ủa mẹ, mẹ về sớm vậy? Con pha nước cam mẹ thôi, uống thôi thôi được rồi con dâu, mẹ không dám làm phiền con đâu. Sao lặt rau đi nè, hỏi thăm thử coi định lên kế hoạch để dạy chồng mình đúng không? Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.